Bây giờ trước khi mình bắt đầu vào một bài kinh thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe một con chuột. Đức Phật nói làm giàu bằng con chuột. Có một cái ông đó, Phật đến một cái xóm nhà nghèo. Họ nghèo lắm, tiền thì không có nhưng mà chuột cống chết đầy. Những ở dưới quê mình là hay như vậy. Thì sáng nào họ cũng bốc xác chuột, họ vứt ngoài sân thôi. Thì Đức Phật mới nói với các ông á, là tại sao các ông không đem cái này đi bán? Thay vì các ông vứt thì có những nơi người ta mua để người ta làm phân. Thay vì mình dục đầy ngoài sân cũng phải. Thì các ông đi bán rồi các ông lấy cái tiền đó, rồi sau đó mới lấy cái tiền nhỏ nhỏ thôi, bán chuột thì đâu có bao nhiêu. Thì mới lấy cái tiền đó đi tới một cái gia đình khác. Thì cái gia đình đó họ trả tiền, rồi lấy cái tiền đó làm vốn nhỏ nhỏ, rồi có được ít tiền thì lại tiếp tục đầu tư. Thế là một thời gian sau, từ một cái người nghèo mà làm ra tiền chút chút, rồi thành một nhà giàu có. Đó là một cái ví dụ. Đức Phật nói mình tu cũng vậy, mình phải biết đầu tư từ cái nhỏ tới cái lớn. Nghĩa là người Phật tử chúng ta khi mà bắt đầu con đường tu tập, đâu có ai biết gì đâu làm, thì quý vị phải đầu tư nhỏ nhất là gì? Bắt đầu biết thờ Phật. Tại vì ở trong nhà mình có một bàn thờ Phật á, cũng giống như mình có một biểu tượng. Xưa giờ nhà mình cũng có thờ, nhưng mà thờ mấy cái hình cảnh ở đây, cảnh ở kia, hình này, hình kia, mà trong nhà thiếu cái hình Phật. Có không? Đôi khi trong nhà mình quá chừng tranh ảnh luôn mà không có tranh ảnh hình Phật. Nhưng mà nơi nào có bức tranh Phật thì tự nhiên ít nhiều giúp cái tâm mình hướng. Đi ngang cái đó, không dám nói bậy. Không dám đi, không dám làm những cái hình ảnh hay là thô tháo trước hình ảnh Phật. Mặc dù Phật không hề bắt tội, nhưng cái tâm của chúng ta thấy cái gì tôn kính thì chúng ta không có dám. Ví dụ như cái lá cờ của Hoa Kỳ, chúng ta không nên lấy làm lấy cái tấm vải đó để may những cái quần đùi chúng ta mặc. Mặc dù có thể nó là xứ tự do mình ăn mặc được, nhưng ở đó nó nói lên là chúng ta không tôn trọng cái linh hồn, cái tinh thần của quốc gia mà chúng ta đang ở. Chúng ta không thể giống như gần đây có một số nơi họ lấy hình ảnh Phật ra làm những biểu tượng quảng cáo. Có một công ty, cái Pháp Hòa nhớ cách đây không cũng lâu lắm, thì cái công ty nó tên là gì, Victoria Secret gì đó, thì họ lấy Đức Quan Âm họ may đồ tắm cho phái nữ, mà cái hình ảnh Đức Quan Âm lại may ngay cái, xin lỗi đại chúng, là ngay cái quần tắm của người nữ. Thì lúc đó toàn thể Phật giáo khắp nơi đều phải lên tiếng. Và chúng ta lên tiếng rằng chúng tôi không có bạo động, chúng tôi không sách nhiễu biểu tình hay là đập phá những căn tiệm của quý vị. Nhưng nếu quý vị đụng tới những tôn giáo khác có thể người ta làm. Nhưng trong Phật giáo chúng tôi chỉ lên tiếng đồng ý rằng xã hội, công ăn việc làm rất là creative, là một sự sáng tạo. Nhưng phải có chừng mực của sự sáng tạo, nhất là không nên va chạm đến những hình ảnh thiêng liêng của tôn giáo. Cho nên ngay cả đời sống hàng ngày, khi chúng ta bàn luận với nhau, chúng ta cũng không đá động tới những đức tính, đức tin thiêng liêng của người khác. Ví dụ mình có một người bạn, họ có niềm tin nào đó, không nên đả phá họ. Đó là niềm tin của người ta. Thì ngược lại người đó cũng không thể xúc phạm đến cái niềm tin của mình. Thì đầu tiên nhất mình không biết tu gì, nhưng mà chỉ cần một cái chắp tay. Trong kinh Pháp Hoa nói, người nào đi vào trong tháp miếu mà chỉ cần một cái chắp tay thôi, người đó cũng đã thành Phật. Tại sao? Tại sao dùng chữ đã thành Phật? Nghĩa là tâm họ đã quay về với cái gì gọi là giác. Cho nên hàng ngày chúng ta sống, có thể chúng ta chưa thành Phật, nhưng mà thưa quý vị, quý vị đã thành Phật. Chữ đã đây là gì? Đã thành Phật là đi vào cái sự giác ngộ. Một người nào biết đi chùa là tự động người đó sẽ có thúc liễm. Cho nên bước đầu tiên nhất
là chúng ta làm giàu bằng cách là làm giàu cho tâm linh. Ở nhà có bàn Phật. Nếu gia đình nào chưa khả năng tạo lập một bàn thờ thì chúng ta chỉ cần treo một bức hình của Phật. Rồi kế đến là gì? Quy tâm bảo, tập ăn chay. Thật ra mấy cái đó chưa gì hết á, nhưng mà chúng ta làm giàu từ chút, làm giàu cho tâm linh. Trước hết cái ăn của mình, bắt đầu mình ăn giảm thịt cá bằng cách là 1 tháng 2 ngày chay, để nói lên lòng từ của Đạo Phật. Vì Đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, mà trí tuệ là chúng ta nhận cái gì sai là bỏ, cái gì tốt chúng ta theo, thế thôi. Đạo Phật là vậy, Đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, thì mình theo trí tuệ là theo cái gì? Trí tuệ là nhận biết cái gì quấy, cái gì sai và chuyển cái nghiệp của mình. Ví dụ hồi xưa cái nghiệp mình hay đâm thọc, đâm bị thóc, thọc bị gạo, chuyển cái nghiệp đó. Mình thấy thời gian mình sống rồi bạn bè như gặp mình đâu ta né đó đó. Và thậm chí ta vợ lỡ ta nói gì, người ta hớ, ta nín là mình biết là nhiều khi ta quên, ta nói với mình xong rồi mới vừa nói 5 phút sau nó đã lan rồi. Phải không? Leaking virus nó ra rồi. Cho nên á, có nhiều vị, rất nhiều Phật tử viết thư cho quý thầy. Bây giờ con bắt đầu biết tu tập và con không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ kinh sách quá chừng. Phải không? Kinh sách quá chừng, chúng con đâu có biết chúng con bắt đầu từ đâu. Thì qua cái bài kinh này ngắn gọn lắm, Đức Phật mượn cái hình ảnh của một người nhà nghèo, có xác chuột trong nhà mà không biết làm gì. Đức Phật nói thay vì ông vất ngoài sân, vất ở ngoài cái bờ ruộng của ông đó, ông đem ông bán cho những cái nơi người ta làm phân, ta chôn xuống đất để làm phân bón. Rồi ông lấy chút xíu tiền đó, ông đầu tư một chút. Thì mình cũng vậy. Thí dụ có những Phật tử ta nghe pháp, ta đâu có thời gian nghe nhiều. Một bài pháp 1 tiếng đồng hồ ta nghe 30 phút. Có thể từ ở hãng đến nhà, từ nhà về hãng 30 phút buổi sáng, 30 phút buổi chiều, ngày nghe được bài pháp. Mình làm giàu bằng cách đó thôi. Đợi mà, để khi nào tôi rảnh, tôi mặc áo tràng, tôi ngồi đàng hoàng thì chắc có lẽ không bao giờ. Thậm chí có những Phật tử ngủ mới bắt đầu nghe. Vì thời giờ đâu có đâu, bắt đầu thầy mới nói hôm nay là ngày hôm nay là ngày khò, cũng không sao, ít nhất là mình có thầy văng vẳng bên tai. Không chừng trong khi mình ngủ á, nó có cái hay lắm thưa đại chúng. Khi mình ngủ á là chúng ta có 6 thức nha: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, tỷ thức, ý thức. Khi chúng ta ngủ á, là 5 cái thức kia nó ngủ. Cái thức là gì? Cái nhận biết của mắt, nhận biết của lỗ tai, nhận biết của lỗ mũi, nhận biết của cái miệng, nhận biết của cái thân. 5 cái này nó ngủ. Quý vị đồng ý không? Thí dụ mình ngủ, ai chiên xào gì mình ngửi ra. Khi mình ngủ mình nhắm mắt lại, ai làm gì, thậm chí có người đứng trước mặt mình quơ tay về cũng không thấy. Cái thức của mắt nó ngủ rồi. Cái mùi của lỗ mũi nó ngủ rồi. Mình cũng không xúc chạm, thậm chí có nhiều người đụng lay mình, có nhiều người ngủ mê không biết nữa. Cho nên 5 cái thức đó ngủ: thức của mắt, thức của tai, thức của mũi, thức của thân, thức của miệng, nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, ý thức. Ý thức nó không ngủ, cho nên mới có chim bao. Ý thức nó đi vô trong cái tàn thức của mình, nó môi ra buổi sáng mình gặp ai gây lộn kiểu nào, muốn đánh nó quá mà chưa kịp. Tối về thấy đánh nó đó. Đánh nó xong rồi trong giếp chim bao đã tay ghê. Không chừng nó đánh xong rồi đánh nhầm cái ông kế bên. Cho nên hôm bữa có một Phật tử kể, trời ơi, có một bữa nào con ngủ mà con thấy cái người kia ma nó đè con. Con la quá trời mà má nó ngộ cái trong giấc chim bao mình ác mộng, mình la cỡ nào la trong giấc chim bao mà người ngầm cái bên ngủ bất biết, vì có nghe đâu, mình la trong cái chim bao của mình thôi. Trời ơi, con thấy người ta đè mà có tòi con dung dằn, con bung ra cái ổng gác chân lên người con nặng hơn chết. Vậy đâu có ma nào đè đâu. Thì cũng như vậy, chúng ta tập huân tu.
Ví dụ như quý vị để dành thời gian mỗi ngày 10 phút ngồi thiền, hay tụng kinh, hay niệm Phật, cứ mỗi ngày một chút mình làm giàu tâm linh của mình bằng những chút chút đó. Pháp Hòa nói ví dụ như mình nói trời ơi tôi tụng kinh tôi buồn ngủ quá, nhưng mà ráng cái tự nhiên sau đó hết buồn ngủ cái làm giàu được khúc 10 phút rồi, bây giờ tăng thêm 5 phút nữa. Ăn chay cũng vậy, ăn chay chưa quen, ăn một ngày nổi không? Có nhiều người ăn không nổi ta ăn nửa buổi thôi, ăn từ sáng tới 12 giờ cũng được. Tứ tập như vậy, ít ra mình có nửa buổi tu hành, nửa buổi chay lạc. Nhưng mà mình đừng có ráng ăn hết ngày xong đợi 12 giờ Phật ngủ. Phải không? Cho nên mình người nào chưa quen, mình ăn nửa ngày, riết cái từ từ quen cái bụng rồi ăn thêm nửa ngày nữa. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta đó, nó không có đòi hỏi là mình phải làm cái gì một lúc đã. Quý vị thấy hồi nhỏ mình đi học á, mình học làm toán á, học đầu tiên nhất học toán gì? Toán cộng trước. Toán cộng là dễ làm nhất. Mà cộng từ cái nhỏ, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, cứ như thế mà học. Rồi từ từ mới lên toán trừ, từ từ mình lên toán nhân, rồi mới toán chia và những cái loại toán khác. Chúng ta học ABC trước, rồi bắt đầu mới ráp 2 chữ, ráp 3 chữ, vân vân. Thì học và tu không có khác. Ở Việt Nam mình có nhớ hồi nhỏ đi học á, là cô giáo dạy cho mình viết chữ cho đẹp, chữ N, L phải cao tới đâu và lên tới đâu, vân vân. Bây giờ mình không biết thì bắt đầu vẽ ô, vẽ cái ô để cho mình có cái điểm mình đi lên, có phải không? Cũng như vậy, bây giờ mình có nhiều người người ta phát nguyện niệm Phật ngày 10 sau chuỗi. Phong Hoàng mới bày nó là lấy 10 hộp đậu để trong cái dĩa, hết sau bóc hộp đậu qua để. Có nhiều nhà lấy nuôi macaroni để dĩa nuôi vậy đó. Hôm qua bà tới bà tưởng tao chuẩn bị luộc nuôi nữa. Mình cứ lấy mấy chục hộp đó, cứ bóc một hộp. Quý vị hồi nhỏ bà tập cho mấy đứa nhỏ đó, nó tu bằng cách là đậu trắng với đậu đen. Hôm nào con sống thật tốt, ngày đó không nói bậy, con không làm buồn ai hết, trước khi đi ngủ con để một hộp đậu trắng vô trong chậu hũ. Nhưng nếu ngày đó con kiểm lại, con thấy là con đã làm điều khác cho người khác buồn bằng cách nói, bằng hành động, bằng suy nghĩ, con để vô đó một hộp đậu đen. Nó thiền đó, nhưng mà không nói. Tại vì thiền nghĩa là đủ khả năng quay lại với chính mình để thấy mình hay dở. Nhưng bây giờ mình nói chữ thiền nó nghe lớn quá. Con suy nghĩ coi ngày hôm nay con có làm gì trai buồn không? Mà nó suy nghĩ chân chánh thì gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy nghĩa là mình suy nghĩ chân chánh về một ngày mình sống. Cho nên khi mà mình kiểm lại thì mà phải trung thực. Cho nên ở trong kinh Duy Ma Cật á, người ta hỏi ngài Duy Ma Cật thế nào là đạo tràng, thì ngài Duy Ma Cật trả lời là trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là gì? Không phải là cái tâm thẳng thắn, ai xấu tôi nói xấu, ai đẹp tôi nói đẹp, ai vô duyên tôi nói vô duyên. Cái đó không phải trực tâm. Trực tâm là cái tâm trực nhận những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ như mình nghĩ về quá khứ, mình lo cho tương lai, cái này không phải trực tâm, cái này là tâm gián tiếp. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại mà sao quên? Thì người nào mà có đủ khả năng sống với hiện tại, trực nhận giây phút hiện tại, là người đó sống với trực tâm, và giây phút đó là đạo tràng. Ví dụ quý vị ngồi dưới đất nè, tê chân, chuyển cách ngồi, nhưng mà chuyển trong tỉnh giác. Tôi đang tê chân trái, và tôi đang thả lỏng chân trái để cho chân trái được dễ chịu. Một lát sau cái chân trái nó dễ chịu, thì bây giờ cái cảm thọ dễ chịu nó có mặt. Hồi nãy là cảm giác khó chịu. Và từ đó tôi thấy rằng cái vui cái buồn của cuộc đời này nó vốn là vô thường. Hồi nãy tôi tê muốn chết luôn, tôi chỉ cần sửa cái cách ngồi cái tôi đỡ tê chân. Tâm của mình cũng thế.
tâm cứ hướng về khổ, mãi khổ. Pháp Hòa ví dụ, hiện nay mọi người trên thế giới đều đang rất lo lắng về cái con vi trùng Corona, mà bây giờ gọi là Covid-19. Nhưng mình vẫn lo lắng, mình vẫn sợ hãi, mình có phần ảnh hưởng bởi kinh tế, thị trường đủ thứ hết. Nhưng so ra với những người, người ta sống ngay cái môi trường bệnh tật đó, mình đỡ hơn nhiều. Nghĩ như vậy cái tự nhiên mình thấy mình còn có phước lắm. Mặc dù mình có thể việc làm ăn mình bị ảnh hưởng, kinh tế mình bị ảnh hưởng, nhưng so với những người hiện nay không được ra khỏi nhà. Cách đây một tuần là ở bên Vũ Hán là tất cả mọi người không được phép ra khỏi nhà, và mỗi gia đình chỉ được ra khỏi nhà một người thôi, cử một người thôi, mà 3 ngày mới được ra một lần để đi chợ thôi, còn ngoài ra là phải ở trong nhà hết. Họ quay những cái cảnh thành phố nó lớn mênh mông mà vẫn không có người. Thì so với mình bây giờ, mặc dù mình cũng bị ảnh hưởng, mình cũng sợ bệnh vân vân, nhưng mình vẫn còn tự do đi lại, mình còn đủ những cái hoàn cảnh tốt khác, có phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó, vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh tật ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Cái gì là niết bàn? Vô bệnh, không bệnh, vui tối thượng. Biết đủ, giàu tối thượng. Tâm an, niết bàn tối thượng. Quý vị nghiệm 3 câu đó. Không bệnh là vui tối thượng. Biết đủ, giàu tối thượng. Người vẫn thấy mình nghèo là vì không thấy mình đủ. Còn người thấy đủ là mãi mãi giàu, tại họ đâu có cảm thấy họ nghèo khổ gì nữa. Đủ. Hôm rồi, hôm qua Pháp Hòa gặp một bà cụ năm nay 80 tuổi. Bà nói rằng bây giờ đối với con, thật sự mấy mươi năm mình sống trong nhà cao cửa rộng, đến bây giờ mình cảm thấy mọi việc nó không có gì hết. Bây giờ già rồi, ăn cũng không bao nhiêu, ngủ cũng không mấy, quần áo rất nhiều nhưng đi đâu nữa đâu mặc, mà có mặc cũng có vừa nữa đâu. Đúng, già cả rồi, khi ốm ra, khi mập ra, khi lùn lại, cho nên có thể những quần áo mình sắm trước kia giờ nó không còn giá trị đối với mình. Bất quá lâu lâu rờ chơi cho vui vậy. Thì quý vị thấy trong kinh Pháp Cú, vậy thì nếu chúng ta nhớ được những câu kinh đó, có phải chúng ta giàu có tâm linh không? Khi chúng ta than van, khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm con đổi thai lớn lên cũng còn nghèo. Nhưng mà bây giờ mình than vậy, cái tự nhiên mình thấy mình nghèo. Ai tới hỏi nói chuyện với mình, sợ tôi mượn sao than dữ vậy. Nhiều khi mình thấy người ta ngồi than cái tự nhiên hơi chạm chạm mình hay sao. Nhưng nếu cái tâm nó khởi lên thì nhớ câu Pháp Cú liền: không bệnh vui tối thượng, biết đủ giàu tối thượng, tâm an niết bàn tối thượng. Thế bây giờ 3 cái tối thượng mình có đủ. Thì bây giờ trong lòng mình chứa mấy cái đó, mình làm giàu từng chút. Mình làm giàu bằng từng câu kinh, bằng từng câu niệm Phật. Mà thưa đại chúng, giàu cái tâm xài mãi không hết. Tại sao? Vì giàu cái tâm là cái giàu không có hình tướng. Còn giàu cái của là giàu có hình tướng. Mà giàu có hình tướng thì sẽ hết. Có một người mới nói với Pháp Hòa đây, trúng số mấy chục triệu mà bây giờ thiếu nợ đầy. Tại sao? Khi có tiền rồi là bắt đầu mình ỷ lại cái số tiền đó, mình xài phung phí. Thật sự bây giờ có bao nhiêu đi nữa, xài mà không bồi á thì núi nó cũng sập. Cho nên người tu là mình tài bồi cái đức, tài bồi cái phước. Ví dụ thấy miếng rác lượm lên, thấy có gì đâu, tài bồi đó. Thấy miếng vỏ chai bể lượm lên,
nhớ trong bếp lỡ làm bể chén bể tô, đừng có cầm cái chén đó vứt thẳng vô bếp, phải kiếm giấy bao gói lại cho kỹ. Để chi? Lỡ người ta lấy cái tay, người ta nhấn rác vô, người ta đứt tay tội người ta, mình không thấy gì hết á. Nhưng mà tài bồi đó, tài bồi đó, người tu biết phải tài bồi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Ngọc mà không có dồi, ngọc mà không chùi, ngọc mãi vô dụng. Kiến mà không lau, kiến mãi lắm bụi. Nhưng mà thật sự kiến mãi trong sáng, chỉ có điều là bụi bám thôi. Lau bụi chứ không cần lau kiến. Nhưng mà đa số mình nói ngược, mình lau kiến. Đúng ra phải nói là lau bụi, tại vì kiến vốn không dính bụi. Mà mình vô kiến vốn trong như thế, chẳng không thấy là do bụi. Bây giờ mình tu là mình lau bụi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Hồi nhỏ Pháp Hòa đọc một cái cuốn Pháp Môn Tịnh Độ mỏng thôi của Hòa Thượng Bích Liên. Ngài nói mấy câu mà mình thích, mà mình học, mình đọc xong mình nhớ luôn. Chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông kêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Mấy cái lời mở đầu cho cái pháp môn cũng thế. Có tu mới có tiếng, không tu lấy gì tiếng. Có đi mới tới, không đi không thể tới. Cho nên chỉ cần mình hạ quyết tâm, mình phát nguyện, mình lập tâm, mình phát nguyện, chứ không cần làm gì. Chỉ cần mình có lập tâm thì việc nó sẽ thành. Thôi bây giờ mấy mươi năm là mình nhớ quá chừng thứ rồi, rốt cuộc những thứ đó có giúp được cho mình gì không? Không có được gì hết. Giờ nhớ kinh đi, nhớ những lời kinh, nhớ những câu pháp để nó giúp cho mình chuyển hóa. Mấy mươi năm sống mình biết đủ thứ trên đời rồi, khổ vẫn hoàn khổ. Có cụ nói tân khổ đấu đầu hoàng tân khổ, bôn ba vốt cuộc cũng bôn ba, phải không? Tân là cay, khổ là đắng. Đó. Rồi cay đắng rốt cuộc hoàng cay đắng. Tại vì mình không có chuyển, mình cứ vòng vòng vậy đó. Bất quá mình lấy hột khổ, mình bầm hột khổ qua, dồn trong khổ qua thôi, cứ vòng 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 hết. Cho nên á, qua cái bài kinh này, mặc dù nó rất là ngắn, nhưng nếu chúng ta tư duy thì chúng ta thấy rất nhiều những ý tứ ở trong đó. Nội cái chuyện ăn nè, chuyện niệm Phật, chuyện tu tập nè, chuyện nhớ kinh nghe pháp nè, cả ngày. Mà khổ nổi bây giờ á, mình á, cái pháp môn của mình tu á, là cần quên nên nhớ. Mà mình á, cần quên những cái bệnh tật, cần quên những cái phiền trách thì cái đó mình không quên. Còn cần nhớ là mình đang hạnh phúc, mình đang bình an, mình cứ nhớ hoài. Mình phải nhớ cái đó. Cho nên Đức Phật dạy á, có những khi mình ngồi lắng lại là mình định, thì mình mới thấy cái sự lao sao của mình. Ví dụ bây giờ ngồi trong này mọi người yên lắng hết, chỉ cần ai mà mở miếng cái túi, kéo cái giỏ, mở cọng dây thun, nghe lớn vô cùng. Bình thường mình không nghe, nhưng khi mọi việc sâu lắng thì mình thấy nó rất ồn. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh gọi là bài kinh cây gai. Bài kinh nó gọi là bài kinh cây gai. Trong bài kinh đó Đức Phật nói là tiếng ồn náo là cây gai của người thiền tịnh. Tại cái người mà người ta cần, người ta ở yên trong thiền định đó, người ta lấy, người ta thấy cái tiếng ồn đó. Nhưng mà cái gai là gì? Tượng trưng cho sự trở ngại. Cho nên mình á, thí dụ bây giờ á, mình á muốn bỏ thuốc lá, nhưng mà những người xung quanh mình á, cứ hút thuốc rồi mời thuốc, một chướng ngại cho mình. Tại vì mình muốn bỏ mà người kia cứ réo rũ. Cho nên trong cuộc sống mình á, đôi khi á, cái mà nó lôi kéo mình nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Cho nên mình phải cần có thời gian quán chiếu. Thì Pháp Hòa chỉ cho các em nhỏ, ngày nào con nghĩ được tốt, nói tốt, để vô cả hũ hột đậu trắng. Bữa nào con dở quá, con để hột đậu đen.
Rồi cuối năm coi con xem coi con trắng hay đen nhiều. Hễ mà trắng nhiều, Đức Phật gọi là bạch nghiệp. Đen nhiều Phật gọi là hắc nghiệp. Đời sống của mình hàng ngày mình theo những cái pháp thanh tịnh an lạc gọi là bạch pháp. Còn mình làm những cái điều không hay thì Phật gọi là hắc pháp. Đó là những từ mà trong kinh sử dụng nha. Quý vị khi nào quý vị đọc kinh, quý vị nghe những từ đó, quý vị biết Phật muốn nói gì. Này các thầy phải theo cái bạch pháp và đừng theo cái hắc pháp. Bạch pháp là tượng trưng cho cái pháp lành, hắc pháp là tượng trưng cho pháp xấu. Cho nên người Việt Nam mình để tang để khăn trắng, không để khăn đen. Mình không có để khăn đen, mà cũng đừng bắt chước mai hai miếng vải, miếng đen, miếng trắng kẹp vô cái áo á. Bữa nào mặc áo trắng lật qua đen, hỏi chi vậy cho nó nổi. Phật Hòa thấy có nhiều vị ta mai hai miếng trắng, miếng đen vậy. Hãy bữa nào mặc màu tối cứ xây qua màu trắng, mặc màu trắng cứ lật cái màu tối, không có xài màu đen. Màu đen là hắc pháp. Nhưng mà thật sự mình đeo như vậy cũng không có nghĩa là cái người đó sẽ được trắng được đen gì. Nhưng đó là biểu tượng. Nó là biểu tượng. Cũng giống như là tại sao Phật giáo xài màu vàng. Màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng của Phật, tượng trưng cho hào quang của Phật, tượng trưng cho màu y của Phật. Cho nên mình xài màu vàng. Và tất cả các nước Phật giáo đều lấy màu vàng làm căn bản. Còn tùy theo mỗi phong tục, có chỗ xài lam, có chỗ xài nâu, có chỗ xài màu này. Đó là màu phụ. Nhưng cái màu chính của các đất nước Phật giáo đều xài chung, đó là màu vàng. Và tùy theo cái vàng, vàng cam, vàng anh, vàng nhạt, vàng khè, vàng gì đó tùy. Nhưng mà lấy màu vàng làm biểu tượng, tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho ánh sáng của Đức Phật. Cho nên mình may những cái vải, những cái khăn của chùa và căn bản nhất là màu vàng. Và nếu như mà người Việt Nam thì thỉnh thoảng mình còn xài thêm màu nâu. Màu nâu là tượng trưng cho đất. Mà đất này là đất già chứ không phải là đất non. Đất non là đất xám, còn đất già là đất đen, đất nâu, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Người mới tu nhẫn chưa nhiều, cho nên đất nó còn, cái sự nhẫn nhục nó còn sáng. Cho nên Phật tử mình mặc hai màu, phải không? Quý vị cũng đừng nói màu nâu để cho các thầy mặc. Nhiều thầy đen quá cũng chịu mặc đâu. Màu nâu, màu lam gì mình đều được mặc hết, không có sao cả. Mình mặc cái màu đó mình đi chùa, nhất là những bộ đồ vạt hò, vạt khách đó, phải không? Mình mặc mình đi chùa để nhắc nhở mình. Hồi xưa mình màu này màu kia, thôi giờ mình thích mặc những cái bộ đồ đơn giản vậy mình mặc đi chùa để nó nói lên bình đẳng và cũng sự nhắc nhở cho mình. Cho nên ví dụ như các thầy có ngồi thiền không biết, có tụng kinh không biết, nhưng mà khi quý thầy còn cái đầu tròn áo vuông, tự quý thầy cũng sẽ thúc liễm thân tâm của quý thầy, từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói. Nó vậy thôi. Cho nên buổi sáng nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh nhỏ như vậy đó để thưa với đại chúng là Đức Phật dạy rất nhiều trong các bài kinh, mà có những bài kinh ngắn vô cùng mà nói không cùng không tận cái ý nghĩa của nó. Gần đây từ hôm Tết Tây, gần Tết ta cho đến bây giờ đó, thì thế giới đang có nhiều cái chuyển biến, mà nhất nặng nề nhất là cái vấn đề dịch. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì mà nó trội là chúng ta chú ý vào đó. Phải qua ví dụ như có một dạo cái mình ồn ào xôn xao cái chuyện đổi chữ tiếng Việt, cái một cái chuyện khác nó nhảy lên cái mình lắng cái đó xuống, mình chỉa vô khác. Chồng mình bà tám dữ lắm. Thật ra cái đó là mình nói cho vui vậy, để mình thấy rằng trong cuộc sống mình thấy cái gì mà nó đang trội lên cho mình nhìn cái đó. Cũng giống như giờ đại chúng ngồi đây, đại chúng hướng về Pháp Hòa đây. Nhưng mà nếu lỡ ngoài sau đó một cái tiếng ồn gì, một tiếng rớt cái gì mà nãy là mọi người phải xoay về nhìn cái coi cái chuyện gì, thì cái tâm đó gọi là tâm phan duyên. Tâm đó là tâm phan duyên. Nhưng mà
Có những cái chúng ta quên nhìn. Ví dụ như sự sống chết của cuộc đời, sự bệnh tật của thế gian. Pháp Hòa có tra trong kinh Tạng á, thì Đức Phật có nói vài bài kinh về vấn đề những cái nạn đã xảy ra. Ví dụ như có những cái trận bệnh dịch vân vân, mà không phải là bây giờ, nhưng mà hay là Phật quyền ký, không phải. Nhưng mà thưa đại chúng, những cái dịch nạn không phải bây giờ mới có, thời xưa cũng có, thời Phật cũng có, mà thậm chí ở nước Việt Nam mình có mà biết, nghe kể là ngày xưa cũng có những cái nạn dịch rất là lớn, ảnh hưởng đến bệnh tật của con người thời đó cũng rất nhiều. Và đây là một bài kinh. Bài kinh này có tên là Kinh Tứ Nguyện. Tứ nguyện tức là bốn cái ước nguyện của con người. Nhưng mà bây giờ mình nghe thử rồi mình nguyện coi nó đúng không? Nó trúng cái bệnh mình không? Thì cái bài kinh này cũng không dài, một bài kinh ngắn thôi. Thì một hôm mà cái bài kinh này là được một vị cư sĩ dịch, cư sĩ ngày xưa. Thưa đại chúng, là thường thường mình nghe những cái bản kinh dịch á, là thường là mình nghe các vị tôn đức, phải không? Thí dụ như ngài Kumala Thập, ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Trúc Pháp Lan, vân vân. Nhưng mà có những bài kinh do các vị cư sĩ rất giỏi Phật học dịch. Thì cái bài kinh này được một vị cư sĩ thời Đông Ngô ở bên Trung Quốc. Đông Ngô tức là vua Ngô Tôn Quyền. Và quý vị nhớ là vua Ngô Tôn Quyền đã từng mời một vị hòa thượng của Phật giáo Việt Nam sang đất nước Ngô để truyền giáo, đó là ngài Khương Tăng Hội. Lúc đó Đông Ngô đặt ở Nam Kinh bây giờ. Thì vị cư sĩ này tên là Chi Khiêm. Ông tên là Chi Khiêm và thường được gọi là Việt. Ông tên là Cung Minh Việt, hiệu là Chi Khiêm. Ông được vua Ngô Tôn Quyền mời vào trong triều dạy cho Thái tử học. Đến khi Thái tử lớn rồi, lên nối ngôi đó, thì ông xin hồi hương về dưỡng. Và ông đã để ra 30 năm để dịch kinh sách của Phật. Và ông đã dịch một số lượng kinh khá lớn. Mà bởi vì có nhiều những cái chuyện nói về ông và cái số lượng kinh sách của ông dịch đó, nó không có đồng. Cho nên Pháp Hòa lấy một con số thống nhất, nói thống nhất cũng số đại khái, thì ông dịch theo người ta thống kê thì khoảng 62 bộ. Có những chỗ người ta còn nói ông dịch cả hàng trăm bộ nữa kìa. Nhưng mà đây mình lấy con số trung bình là khoảng 62 bộ kinh. Ông đã dịch trong 30 năm là một người cư sĩ. Ông sau này về hưu và mất năm ông 60 tuổi. Thì trong Phật giáo có nhiều vị cư sĩ thời xưa rất giỏi dịch kinh. Bây giờ thời của mình cũng có những vị cư sĩ dịch kinh, dịch sách của Phật giáo. Thì vị cư sĩ này đã dịch cái bài kinh này tên là Kinh Tứ Nguyện. Bài kinh này được Đức Phật nói ở một đất nước tên là Câu Di Na Kiệt, cùng với một 500 thầy tỳ kheo an tọa quanh cõi Ni Diên. Đức Phật nói pháp cho ngàn vạn người. Lúc đó trong thành có một trưởng lão hào quý, tài sản vô số, tên là Thuần Đà. Thưa đại chúng đừng có lầm ông Thuần Đà này với ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp trước khi Phật Niết Bàn. Vì ở đây là trùng tên chứ không phải là một người. Ví dụ bây giờ mình đây vậy đó, Lan, Ngọc, Huệ gì trùng tên nhiều lắm. Ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp để nhận cái chén cháo nấm mà ông cúng cho Phật trước khi Phật mất đó, ông Thuần Đà đó có là một ông nhà nghèo làm thợ rèn.
Còn ông Thuần Đà này là một hào phú, một nhà giàu, cho nên chắc chắn phải là khác. Ngay cả Ca Diếp, quý vị đọc trong kinh, quý vị nghe ngài Ca Diếp phải không? Thì quý vị đừng có lầm là các vị Ca Diếp đó là một vị Ca Diếp mà đại đệ tử của Phật. Để phân định Ca Diếp thì người ta lấy cái tên làng của các vị đó sống ở làng nào, ta ráp vô thêm cái tên đó. Ví dụ Già Gia Ca Diếp. Già Gia là cái tên làng của vị Ca Diếp này ở, tên là Già Gia Ca Diếp. Còn vị Ca Diếp mà đệ tử lớn của Đức Phật tên là Đại Ca Diếp, chúng ta gọi là Maha Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Nang Đề Ca Diếp, vân vân, là lấy cái tên làng. Ngày xưa các vị dịch kinh ta lấy cái nước của cái vị đó ở. Ví dụ thí dụ như ngài Kumala Thập sống ở tại nước Tây, nước Tần, Diêu Tần, cho nên mới để là Diêu Tần Kumala Thập. Thì mình biết là Kumala Thập là tên, còn Diêu Tần là tên nước của cái vị đó ở. Nói về để xác định lỡ có ai trùng, mình biết là vị này không có phải là cùng một người. Ví dụ bây giờ các ví dụ hòa thượng, xin lỗi, ví dụ như bây giờ hòa thượng Trí Tịnh ngày dịch kinh đi, ở Việt Nam mình cũng có những vị hòa thượng hiệu Trí Tịnh, cho nên để xác định, hay là nước khác cũng có Trí Tịnh thì để là Việt Nam Thích Trí Tịnh dịch, để biết rằng ngài Trí Tịnh này thuộc nước Việt Nam. Thí dụ vậy. Thì ở đây ông Thuần Đà là một hào phú ở cái quốc độ này. Thuần Đà có người con mới 14 tuổi bị bệnh nặng, không chữa khỏi nên đã chết. Cha mẹ anh em tôn thân nội ngoại không ai là không yêu chuộng, nên đều khóc buồn rầu không kể xiết. Bây giờ Thuần Đà nghe đến Phật đến giáo hóa, tâm rất vui vẻ, bảo với vợ: nay Phật ở đây nên đến gặp Phật. Người nghe Phật nói kinh pháp không ai là không giải thoát, trừ bỏ lo lắng hoạn nạn. Người nào mà nghe Phật nói rồi thì tâm tư an ổn, thanh thản, nhẹ nhàng, cởi mở được những ràng buộc trong tâm, gọi là giải thoát. Chứ không phải nghe rồi cái thì các vị đó phóng hào quang gì ha. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa là nhiều khi mình đọc trong kinh, mình nghe nói cái thầy đó tới xin Phật đi tu, Phật chấp nhận, cái Phật nói thiện lai tỳ kheo. Nói vậy xong cái râu tóc tự rụng, áo trên người biến thành cà sa. Còn nói trời ơi, này sao giống phim trưởng quá. Nhưng mà thực sự lại chúng cái chữ mà râu tóc tự rụng, áo trên người là nghĩa là khi Đức Phật nhận vị đó làm một vị xuất gia thì đương nhiên vị này sẽ được thế pháp đi tu. Và áo trên người họ là áo sơ mi, quần jean, bây giờ sẽ được đổi thành một chiếc áo cà sa. Chứ không phải là vừa nói xong tóc tai tự rụng rồi cái mặt người cà sa, giống như Tây Du Ký vậy ha. Giống như Tây Du Ký mà lúc mà Trư Bát Giới nói, Đức Phật nói ta thụ phong, ta phong cho đường Tam Tạng đã có công về thỉnh kinh, được phong làm chiên đàn công đức Phật. Xẹt 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 cái áo khác. Tới hồi mà ông gì, ông Trư Bát Giới á, ta thụ phong cho ngươi thành gì La Hán gì đó, yêu hai lỗ tai thụt vô, mỏ thụt vô. Thật sự thưa đại chúng, cái đó là cái ý, cái đó là cái ý chúng ta gọi là gì, chuyển nghiệp, chuyển tướng. Ví dụ như mình đang có tóc dài gì đó thì khi mình đi tu rồi thì cái tướng tóc dài mình nó mất đi, hay là mình tu rồi từ từ cái tướng xấu mình nó giảm đi. Thì khi mình tu mình chịu chuyển cái nghiệp, ông Bát Giới là tượng trưng cho gì hả? Ổng hình tướng ổng là con gì? Con heo. Mà con heo ở trong đó là ham gì? Ăn với ngủ, ham ăn ham ngủ. Mà có một cái nữa, chuyên môn thọc gậy bánh xe. Có không? Thầy trò mà gây gỗ cũng ổng không chứ ai. Có mình trong đó không? Mình là một phần của Bát Giới. Cho nên khi tu rồi chuyển cái nghiệp đó, mỏ heo mất,
tai heo mất, tướng mất. Đó là sự biểu tượng cho sự chuyển nghiệp. Nhưng mà người phim ảnh thì người tống lên, người ta phải nói như vậy để nó nói lên cái sự chuyển. Thì chúng ta tu cũng vậy. Quý vị có tin là mình tu mình đổi tướng không? Có. Hồi xưa mình đi ngang đi dọc, mặc cái áo này rồi dám dọc ngang với ai? Tao quánh chết. Nhưng mà dù người ta không, mình dọc ngang, ta cũng nói đứa tu mà cái tướng đi xấu quá, tự khép lại. Đi hai hàng khác, đi hàng hai khác. Người á, máu ai cũng nóng mà đừng có nóng máu. Hai cái nó khác. Máu người nào cũng nóng mà mình không có nóng máu. Tôi gặp nó tôi nóng máu ghê. Chứ còn cái đó là do nghiệp. Còn cái máu trong người mình nóng là đương nhiên. Quý vị thấy không? Thật ra trong người mình có cục tức không? Có. Nhưng mà hãy gặp cái duyên người đó, nó chạm vô, nghiệp này nó bắn lên liền. Cho nên hàng ngày mình tu là để giảm cái đó xuống. Nó vừa khởi biết, vừa khởi biết. Tu là để biết. Cho nên mình từ bát giới á, mình phải làm sao mình như ngộ không vậy đó. Yêu tinh biết liền. Chỉ cần nháy nháy mắt là nhưng mà cái ông này ông nháy mắt, ông biết ai là yêu tinh, ai là quỷ quái. Nhưng có tu không? Không có tu, thiếu tu. Cho nên phải làm đệ tử Ngài Huyền Trang. Anh thông minh thật, anh trí tuệ thật, nhưng anh phải tu. Trí tuệ thông minh mà không tu cũng chết người đó. Thay vì anh chế những cái kỹ thuật, anh chế toàn bom không, anh chế đạn không, chết người ta rồi. Cho nên phải đeo cái vòng kim cô. Vòng kim cô là tượng trưng cho đạo đức. Người thông minh trí tuệ phải có đạo đức làm chuẩn, để đạo đức trên đầu. Vậy thì tài không bằng đức. Trời ơi, Tây Du Ký nói hoài nó không hết. Ý nghĩa sâu sắc lắm. Còn mình coi mình khoái vậy thôi chứ mình đâu có hiểu ý không đó. Thật ra ba nhân vật đó là mình hết đó. Có khi mình linh động như là Tôn Ngộ Không vậy đó. Có khi mình u mê như là, không phải bác giới, ngộ tịnh. Tôi không biết gì hết, ai làm sẵn tôi ăn à. Ăn xong xách cái chén tôi vô rửa, mấy chén khác tôi không biết. Có khi mình sống vậy không? Sống không cần biết ai hết, tối ngày cứ gánh cái gánh của mình thôi. Cái gánh mà ông gánh trong suốt đoạn đường đó là biểu tượng cho cái ôm chắc. Chỉ biết bảo thủ, tượng trưng cho bảo quản cái ngã của mình. Nó nằm, ba nhân vật đó nằm hết trong mình. Nhưng mà rồi Ngài Huyền Trang, một con người bình thường, không bùa ngải, không phép tắc gì hết, có không? Mình cũng có vậy, một con người đơn thuần. Nhưng mà trong một con người đơn thuần đó, nó đủ ba thứ kia: tham, sân, si. Vậy thì mình, giây phút này, mình ngồi đây, ba đứa đó có theo mình không? Đó. Tôi mới dành cái chỗ để đây nè, mà tôi sợ mất tôi dành cái áo rồi đó. Và ai dời cái áo tôi đâu rồi. Rồi tới ra tới mất cái ghế mà mất rồi, sao bà dời cái áo tôi? Tôi để đây, tôi để cho tôi ngồi. Đi chùa không được tham. Cho nên là mình vô trong này, mặc dù mình tu rồi nhưng ba nhân vật đó vẫn đi theo mình hết. Ngày hôm nay mình muốn đưa ba nhân vật đó về Tây Phương thỉnh kinh. Cho nên cái ý nguyện đi thỉnh kinh là biểu tượng như một con người có ý chí muốn chuyển hóa mình. Vậy thì mình muốn chuyển hóa mình không? Muốn. Mình muốn chuyển hóa mình thì cả một đoàn phải đi thỉnh kinh. Nói sao chị tu mà chị còn tham? Mô Phật, tôi tham tôi mới tu. Lỡ đi chùa về, ông nói bà tu mà sao bà sân như vậy? Tôi không sân ông chết ông rồi đó. Tôi không tu để giờ tiêu ông rồi đó. Mình có cái đó thì cái ý nghĩa tu nó mới đúng. Nếu con người không có cái đó tu làm gì? Cũng như người khỏe cần chi uống thuốc. Mình uống thuốc là vì mình bệnh. Nhưng mà bệnh có thật không?
tạm thôi, uống thuốc hết. Bệnh mình là có, nhưng mà rồi cũng có thuốc để chữa bệnh. Cho nên bệnh mình là bệnh tạm, thì thuốc này cũng là thuốc tạm, hết rồi thôi. Tới Tây Phương rồi là điểm cuối rồi. Cho nên lúc thọ phong, Đức Phật đấy, Tôn Ngộ Không, người có công bảo quản đoàn thỉnh kinh, nay ta phong ngươi làm đấu chiến thắng Phật. Vừa nói dứt lời, thần tướng của Tôn Ngộ Không thay đổi. Ông mới nói: Phật tổ, còn cái vòng trên đầu tôi. Đức Phật nói: ngươi rờ xem coi, tự mất rồi. Người lên tới chỗ đó rồi, bây giờ đạo đức không cần nói mà vẫn là đạo đức. Như chúng ta đây, quý vị đã từng sát sanh, mình không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói những lời dối trá lường gạt, chửi rủa mắng nhiếc, không khinh xúc với thân mình qua rượu chè, ít nhiều cũng đã làm những cái giới này. Có không? Có. Nhưng chúng ta cần quy y thọ giới. Để làm gì? Để chúng ta chánh thức phát nguyện. Nhưng một khi mình thuần thục rồi, không, người ta có thị phi, mình cũng không còn tâm muốn thị phi nữa. Có giữ giới không? Có. Nhưng mà cần phải nói rằng ráng nhịn không? Không. Cái chỗ đó trong luật giới gọi là vô tác giới biểu. Vô tác là không cần làm, biểu là biểu lộ, giới là giới pháp. Mình vẫn biểu lộ cái chỗ không cần giữ giới mà giữ giới. Sắc tức thì không là chỗ đó đó. Ví dụ hồi đó mình có cái tánh tham, mình có cái tánh tham mà khổ nổi đi toàn những chỗ người ta để quên đồ, thì cái người ta để quên đồ là duyên tham, cái duyên để cho mình khởi tâm tham. Xong suy nghĩ cách thức tham để đi ra coi có ai không, khép cửa lại, lóc cửa lại, xong rồi xé miếng giấy quấn vô lưng quần vậy đó. Đó là cách thức tham. Mình có nhân tham, người ta để hở đồ là duyên tham, mình suy nghĩ cách lấy là cách thức tham. Ba cái đó phối hợp thành công rồi, nghiệp tham bắt đầu có mặt. Bây giờ hết rồi, tu rồi, biết rồi. Kiếp trước gian tham mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người kia dư giả dư ăn để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Bây giờ hiểu đạo lý, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Mỗi người phải tự nên ghi nhớ, bố thí lo tu hết khổ nghèo. Thấy được cái đó rồi, ai để hở cũng bình thường. Không còn nói giữ giới mà giữ giới. Và giữ giới như vậy gọi là vô tác giới biểu. Hồi xưa tôi thích rượu, mới đầu tôi uống xã giao, mỗi bàn tôi xả một ly, sau 10 ly tôi xả láng. Cuộc đời mà hễ xả một cái là nó sẽ xả cái khác, cho nên hút thuốc cũng vậy. Thôi nhịn làm gì, làm một điếu đi, cuối cùng liều một đám. Vậy có phải nghiệp cho mình tập không? Nghiệp cho mình tập. Hồi đó không biết hút thuốc cũng tập, một điếu, hai điếu, rồi tới ghiền rồi, điếu hạ rộng, điếu động quan. Vừa thả điếu này xuống là điếu khác mồi lên liền. Bây giờ bỏ thuốc. Mà khi bỏ thuốc rồi, người kia có ngồi trước mặt mình hút, người kia có mời mọc mình hút, người kia có nói sốc mình hút, cũng không hút. Đó là vô tác
giới biểu. Tôi vẫn giữ giới mà tôi không hề nói vấn đề giữ giới. Quý vị thấy được điều đó không? Chỗ đó là chỗ mình sâu rồi đó. Nhưng mà hồi mới tu giống như bán chuột, từ từ chút chút. Mới đầu chịu khó dữ lắm. Trời ơi, ăn chay thôi nó cồn cào, nó khó chịu. Mà gặp những người ăn đồ ngon trước mặt mình không, mà nó khổ nổi cái ngày ăn chay. Mấy đứa nhỏ nó ra nó mua đồ ngon dễ để lãng vảng trước mặt mình, dở ra thấy ngon ha. Mua ở đâu vậy con? Vô phòng nằm rồi, nhớ cực lại, ra xách cái chén, lấy lợn miếng cho má, mai má ăn con. Cũng tinh tấn ráng nhịn lắm chứ, nhưng mà để cho má mai má hưởng. Đến khi nào mà mình không cần phải dụng công gì nữa hết, vẫn giữ giới đó, nhưng mà không nói giới gì để giữ. Trên cái chỗ mà mình tu tập rồi đó, nó thâm sâu mà nó hay vô cùng vô tận. Tu mà, cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương nữa không? Tu mà không tu mới gọi là tu. Nghĩa là mình vẫn tu mà không hề phô trương mình tu gì hết. Cái đó là tu. Cho nên cúng dường cho tất cả không bằng cúng một người vô tu, vô chứng. Rồi có nhiều gì nó, ủa ổng tu ổng chứng cúng ông chi? Ổng chứng mà không nói ổng chứng. Hồi xưa ông chứng kiểu khác, tới giờ ăn ông xách áo ông đi, đó chứng. Tới giờ ăn đi ngủ. Nhưng bây giờ mình chứng quả giác ngộ, không cần nói gì hết mà mình vẫn có. Người nào mới học coi bói biết liền à. Kéo tay, cha, tay tốt nha. Mà người ta biết kỹ, ta biết giỏi rồi, năn nỉ chưa chắc người ta coi. Còn người mới biết coi, đi đâu cũng vạch tay coi. Hết giờ rồi. Hợp đồng có 1 tiếng à. Hồi sáng thầy Quảng Hiếu thầy vô phòng, thầy nói ngày mai sáng thầy có 1 thời nữa nha. Pháp Hòa nói mở hợp đồng coi coi chiều mai mà. Thưa đại chúng, bây giờ mình trở lại bài kinh. Thì Pháp Hòa xin nói nhiều như vậy để dẫn chứng, để dẫn chứng cho đại chúng thấy rằng có những cái mà nếu chúng ta chịu khó nhìn lại, mình có nhiều thứ để quán chiếu, để học lắm. Bây giờ mọi người đều khóc thương cho một đứa trẻ 14 tuổi, con của ông trưởng giả Thuận Đà. Ông ta cùng với vợ con thân tộc cùng mọi người hầu cùng để đến gặp Phật làm lễ rồi lui ra ngồi một bên. Trưởng giả Thuần Đà quỳ thẳng, chắp tay trước mặt thưa Phật: người ở nhân gian tích chứa tiền của, suy nghĩ lo lắng, siêng năng khổ sở, không dám ăn mặc, không biết bố thí, không biết phụng trì kinh giới, không có tôn ti người nào được như ý muốn. Hoặc lúc mạng sống chấm dứt, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc khóc than sầu khổ, người ấy liệm vào hòm, bỏ theo của báo, quần áo, thức ăn uống như vậy có ích đối với người chết chăng? Y chang như mình giờ gì? Lúc sống cất quá trời luôn, tới hồi chết đâu đem được, bắt đầu liệm nhét cũng chết luôn. Ngày xưa có những người, người ta giàu á, người ta chôn vàng của theo, cho nên chôn xong sợ mấy người nghèo vô ăn cắp đồ, đào mồ lên lấy. Cho nên nhà giàu chôn xong á, lấy hàng rào bao lại. Bao lại xong 3 ngày sau, đi ra coi coi mộ nhà mình còn nguyên không. Thì cái giây phút mà người con đụng vô cái hàng rào đó, mở ra, kêu là mở cửa mã. Chứ không phải mở cửa mã như bây giờ mà chín cái thang rồi, rồi lấy con gà kêu ăn ép đâu, phải không? Cái đó là cái lễ nghi mà người ta làm. Mà thật sự cái nghĩa mở cửa mã của ngày xưa, nó là cái giây phút mình mở cái rào ra để mình bước vô cái nhà mồ của người thân mình, để kiểm soát lại coi chôn cất đã đàng hoàng chưa, gọi là mở cửa mã. Nhưng bây giờ mở khơi khơi vậy, thấy nó trống quá,
Mà hơn nữa ra ngoài rồi sẵn có công viên ngồi ăn luôn, cho nên mới bày ra cái cúng. Cái đó là của tập tục nhân gian, nó không có liên quan gì đến đạo Phật, nó không có liên quan gì đó. Nhưng mà đạo Phật mình có cái hay, đi tới nước nào tùy thuận phong tục người ta, không chống bán, nhưng mình làm giàu cái ý nghĩa lên. Ví dụ như người ta nắm đậu người ta rải đó, ta trộn năm thứ đậu vô người ta rải. Năm thứ đậu là người ta tượng trưng cho ngũ thường của đạo giáo: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phật giáo phối hợp cái đó nói năm giới. Người sống được năm giới là sanh sôi nảy nở đạo hạnh, cho nên rải đậu. Có nhiều phong tục lắm, đạo Phật đi đến đâu là tiếp nhận được văn hóa phong tục đó để mà chúng ta nói chuyện. Ví dụ như cái lì xì đó của ai? Đâu phải của mình, phải không? Và cái tiếng lì xì đó là mình phiên âm trại từ tiếng lợi thị. Lợi thị, lợi thị là lì xì, lì xì. Bây giờ mình đưa tiền mình lì xì không? Uổng. Để câu kinh vô đó, để câu đó, lấy mấy câu bỏ vô đó, tao nhặt được câu đó tao vui. Nay vui, nay vui đời sau vui, kẻ thiện hai đời vui. Người thì người lành hai đời vui, là đời này vui đời sau vui. Nay vui đời sau vui, người thiện hai đời vui. Vì sao thế? Vì làm thiện tất an lạc. Đó là câu kinh Pháp Cú. Nhưng mà nhớ phải lọc nha. Kinh Pháp Cú có những câu nó không phù hợp trong cái chuyện Tết nhất mình cho vô. Ví dụ như những cái câu trong phẩm ác, phẩm già, mấy cái câu trong đó, mấy cái câu đó có những cái câu nó có tính cách dạy dỗ, nhưng nó không phù hợp trong trường hợp Tết, mình lọc cũng được. Thì gia đình này đến gặp Phật, và ông mới nói với Đức Phật là: người đời tích chứa tiền của lo lắng nhiều, rồi có nhiều người giàu có đem của chôn theo, mấy người đâu có biết. Có cái ông đó, ông gửi tiền mặt lại cho vợ rất là nhiều. Ông dặn đó là: khi tôi chết, bà nhớ chôn mớ tiền mặt này theo tôi. Tới hồi ổng chết rồi, bà không có để mà bà ký cái check. Bà nói: em suy nghĩ kỹ rồi, anh đem tiền mặt nhiều nguy hiểm, thôi để em ký cho anh cái check cho bảo đảm. Cash được không? Đức Phật mới nói: Phật bảo Thuần Đà hãy lắng nghe ta giảng nói, khéo suy nghĩ về việc đó. Đức Phật dạy: người ta có bốn điều mong muốn không thể bảo vệ được. Đây là bốn điều mình mong muốn nè. Mong muốn thứ nhất: thân người tắm gội, trang sức ăn uống, thọ hưởng năm dục, trước đây thường được đáp ứng, sau bệnh tật ập đến không thể kéo dài được, mạng sống chấm dứt, thân thể bị chôn vùi dưới đất, thần thức không còn trong người, yêu chuộng mãi nào có ích gì. Đó là mong muốn thứ nhất. Vì Đức Phật nói mình mong muốn cái gì? Thân thể khỏe mạnh, sống lâu, rồi trang sức, nhưng mà cuối cùng không thể được. Vậy thì cái mong muốn này muốn không? Muốn, nhưng mà được không? Không. Nói như vậy nó thôi, bây giờ tôi nghe kinh này rồi tôi muốn gì nữa hết. Không phải. Mình vẫn mong muốn mình khỏe, mình vẫn mong muốn mình đẹp, vân vân, cái đó bình thường. Nhưng chúng ta phải biết muốn đủ cái nhu cầu. Và đồng thời chúng ta muốn nhưng không có nghĩa là trên đời này sẽ được. Pháp Hòa ví dụ như mình chuẩn bị đi Ấn Độ để mà tham bái đất Phật, đùng một cái nạn dịch xảy ra, chúng ta phải hủy chuyến đi. Muốn đi không? Muốn, nhưng mà không muốn chết. Không muốn bệnh, thì thấy cái nào trội hơn phải hủy chứ. Cho nên trên đời này có đôi lúc chúng ta phải biết rằng có những cái chúng ta muốn cái này,
buộc lòng chúng ta phải bỏ cái khác. Đó là chuyện bắt buộc thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn an lạc thì phải bỏ đi cái tâm cố chấp. Mà không có cái khổ nào bằng cái khổ chấp trước. Người ta nói một câu chấp một câu, người ta hành động một việc chấp một việc. Chấp nhiều chừng nào chúng ta khổ nhiều chừng ấy. Chúng ta vẫn muốn, nhưng nhớ có hai việc chúng ta cần làm. Muốn đủ cái nhu cầu của mình. Thứ hai, lỡ không được không khổ. Thì người này có trí tuệ ở cái muốn. Chứ còn nói tôi gì hết muốn gì. Nói dốc. Họ muốn ăn không? Muốn. Muốn uống không? Muốn. Muốn mặc không? Mặc. Còn sống là còn muốn. Nhưng ngày xưa mình muốn hơn cái mình cần. Bây giờ mình tu rồi, muốn cái mình đủ cần, chứ không muốn cái nó hơn, thì mình khỏe hơn. Thật sự bây giờ nói, mình có đủ hết chưa? Đủ. Nhưng những cái mình dư phần lớn là do mình muốn. Ví dụ bây giờ mình cần một đôi dép. Có đôi dép đó chưa? Không có đâu, có mang tới đây được phải không? Có đôi dép. Nhưng người nào cũng 10 đôi 20 đôi. Thì những đôi đó là do mình muốn. Khi cần là đã có. Mình cần một cái áo lạnh đã có. Nhưng mà thấy cái áo nào đẹp mình vẫn muốn. Nhất là rẻ đẹp. Không mua tội. Phải không? Thành thử ra cái điều đó nó không có gì lỗi hết. Nhưng nếu chúng ta muốn cái đó mà mình phải coi lại mình có khả năng không. Mình muốn mình không có khả năng mà mình miễn cưỡng thì mình khổ. Đừng có hiểu lầm là đạo Phật dạy cho mình bị thụ động, bị thối lui, bị không có tiến hóa. Tối ngày cứ biểu mình ít muốn biết đủ. Không phải vậy. Có nhiều vị nói tôi có khả năng mà sao không cho tôi làm. Rồi cứ biểu tôi phải ít muốn biết đủ rồi. Tôi bị chậm trì cái chuyện hiểu biết của tôi không. Nếu anh có khả năng học đại học cứ học. Anh có năng học tới đâu cứ học. Nhưng nếu mình không có khả năng làm việc đó thì mình sụt xuống ở khả năng đúng mức của mình. Ví dụ bây giờ mình có khả năng ăn 2 tô cơm cứ ăn. Còn nếu còn không có khả năng thì ăn đủ mình cần. Ngon quá kệ ăn, mai lỡ không có ăn. Ăn này nó phát ách. Mai đâu cũng chưa thấy mà thấy ngay bây giờ. Do no quá mình mệt. Cho nên đừng có làm Phật giáo là chỉ dạy cho mình một cái hình thức thối lui. Không phải vậy. Mà luôn luôn chỉ cho chúng ta biết cách sống. Thưa đại chúng, sống ai cũng sống. Nhưng có một cái khổ của chúng ta là chúng ta chưa biết cách sống. Pháp Hòa nói một chuyện nhỏ nha. Đời sống hàng ngày mình á, ai cũng mặc đúng không? Mà biết cách ăn mặc nhìn nó son. Son son trọng. Mà nếu mình không biết ăn mặc nó nhìn nó sớm. Biết ăn mặc nhìn sang, không biết ăn mặc nhìn nó sớm. Vậy thì mặc cũng phải biết mặc, ăn cũng phải biết ăn, nói phải biết nói, làm phải biết làm thì không có lố. Thí dụ mình muốn làm cái đó phải biết làm, không biết làm nó trật. Cho nên á, thí dụ mình xăng tay vô để tôi phụ, biết phụ không? Không biết phụ làm hồi rối đen. Cho nên người ta nói thiện chí mà không biết lượng á, thì thành ra làm hư việc của người khác. Đạo Phật, cái quan trọng là dạy chúng ta cách sống. Chứ không phải nói để rồi chúng ta đợi mai chiều chết về trên kia ở. Nếu ở dưới này mà không vui thì chắc gì lên trển vui. Phải không? Cho nên người ta mới nói sợ phải lên trên trời. Tại sao? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Mình sống ở đây bất an. Cho nên hồi xưa sách Nho cũng có câu tâm bất tại an, thực bất tri kỳ vị, thính như bất văn. Người tâm không an, ăn không biết ngon, ăn không biết vị, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy. Vì sao? Vì tâm bất tại an.
Cho nên người mà an rồi đấy ha, tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui và đủ. Người không biết đủ ở trên trời cũng không thấy đủ. Vì thì ở đây cái điều mong muốn thứ nhất nó rất thực tế. Con người ai cũng muốn khỏe mạnh. Ví dụ quý vị hàng năm gỡ tên cầu an, cầu an rồi lên lại quá trời quá đất mà bệnh vẫn bệnh. Như vậy đâu có phải là mình gửi tên cầu là an. Và đúng chữ mình kêu kỳ an. Kỳ an là gì? Là mình kỳ nguyện cho người đó an. Còn Phật tử đôi khi quý vị dùng từ là cầu an, nghĩa là mình muốn an. Muốn an không? Muốn an tắc an. Nghĩa là người muốn bình an liền sẽ có bình an. Ghi tên là một biểu tượng. Nhưng mà nếu không cho, không ghi tên thì từng nào đọc tên con. Thầy nói chiều thứ sáu đọc nghe. Trời chạy muốn chết về để nghe tên cuốc chứ. Nghe tới tên mình quỳ thẳng lên. Con nè Phật. Mà không phải tên mình ngồi chờ. Mà hãy nghe tới tên Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Bông ngước lên. Xì sụp lại lại tới hết tên nữa thôi. Nhưng mà không, do mình không chịu an sức mấy đi chùa. Không chịu an, không muốn mình an sức mấy chịu ngồi tụng kinh. Cho nên cái đó là một phương tiện. Nhưng mà cái đó đưa mình. Cho nên cái sự mong muốn ai cũng muốn hết. Nhưng mà muốn rất thực tế, Phật không có quở cái điều đó. Nhưng cái Phật nhắc nhở chúng ta là biết cái muốn, biết mình muốn cái gì và để làm gì để cái muốn của chúng ta nó chừng mực. Chứ Phật không có bảo chúng ta đừng muốn. Bản chất của con người là phải muốn. Như là muốn sống. Nhưng mà mình muốn sống thì đừng hại người khác. Muốn kỳ an thì phải đừng làm tổn hại đến người khác. Thí dụ như mua gà, mua vịt, giết gà, giết vịt về cúng để cầu cho mình an. Điều đó không có hợp lễ. Hợp lẽ. Tại sao mình muốn yên mà mình hại một chúng sanh khác? Thì nó không có hợp tình hợp lý. Muốn yên chỉ cần hoa trái cầu yên là được. Nó, cái cách mình cầu nó sẽ nói lên mình có thật an không. Cho nên quý vị gửi tên cầu an không sao. Nhưng mà về nhà xem lại coi mình đã đối xử với nhau như thế nào để cái sự cầu an này nó trở thành hiện thực. Mình cầu mà về nhà không nhịn nhau, không biết nhường nhau thì làm sao nó có cái an được. Cho nên điều này không sai, nhưng chúng ta phải biết muốn. Cho nên trong kinh Viên Giác nói, chúng sanh mình chỉ cần sống với một chữ tri. Tri là biết, biết sống là ổn. Ví dụ quý vị đậu xe nè, đậu bãi đậu xe nè, phải biết đậu. Thấy trống cái quẹo vô cái chản hết ba chỗ. Bên này đậu cũng được, bên này đậu cũng được, miễn mình đậu được mình thôi à. Hỏi làm gì? Tôi biết đậu. Cái này là chị đậu, anh đậu, chứ không phải là biết đậu cái bãi cái xe cho nó ngay. Mình đậu cái xe vô, mình phải nhìn mình đậu làm sao mà người bên trái có thể đậu được một chiếc nữa, người bên phải đậu được một chiếc. Chứ không phải ba chỗ trống mình lũi vô khoảng giữa làm hai chiếc hai bên không còn đứng được nữa. Thì cũng đó, cũng đậu xe đó mà ta ra ta mắng, đậu làm gì cũng đậu ta, mình đâu có nghe. Nhưng mà ta quở mình riết mình mòn, ta quở mình riết mình mòn. Cho nên sống mà không biết cách sống, khuất mặt người ta, ta quở một câu thôi cũng đủ rồi. Cho nên tại sao mình tổn giảm? Không mất, chưa mất, nhưng mà mòn. Mòn phước, mòn thiện căn. Cho nên mình tu theo đạo Phật nó đơn giản mà nó hay lắm. Chỉ cần mà học cách sống rồi, đi tới đâu cũng không có tì vết. Kinh Phước Đức nói ha, đi đâu cũng không tì vết, vì người đó biết sống và biết nhận cái hạnh phúc của mình. Có học, có nghề hay, biết nói lời ái ngữ, biết kiên trì phục thiện,
thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Kinh Phước Đức nói vậy. Thôi giờ mình ngưng ngay cái muốn đi, giờ mình muốn đi ăn. Hỏi coi còn giờ không? Mấy giờ rồi? Có một bà cụ gửi cho thầy một lá thư tình. Một bà cụ năm nay 92 tuổi, pháp danh là Diệu Minh, đã làm cho Pháp Hòa một bài thơ. Phật tử chùa Bát Nhã hôm nay gặp thầy lần đầu trong tướng mạo đoan trang và đức độ. Bài thơ là: phải chăng Bồ Tát hóa thân, hóa thân ba cõi vân du sáu đường, gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Phật tử Diệu Minh tặng thầy Pháp Hòa. Câu cuối của bài thơ là: gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Con xin cảm tạ bà. Bà làm thơ quá, quá bà ơi. Xin cảm ơn bà. Năm nay 92 tuổi. Không biết này có mượn ai viết giùm không? Hay là nét chữ tự nhiên, nhìn giống 29 tuổi quá. Đại chúng khỏe không? Vui không? Rồi giờ đi ăn cơm. Rồi bây giờ trước khi ăn cơm mình làm cái gì? Rồi bây giờ mình bè mình hát chung nha. Chắp tay lên. Nguyện đem công đức trong khi quý vị dưới này xả chân cho khỏe trước khi đứng dậy, ta phải qua hát cúng dường đại chúng bài rồi mình đi ăn ha. Dân dân nghe chuông báo giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng không nghĩ suy, luôn nhất tâm nhưng hơi vào ra. Bao buồn giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Dần dần nghe chuông báo giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành. Vào thiền đường lòng không nghĩ suy, luôn nhất tâm nhưng hơi vào ra. Bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Dần dần nghe chuông báo giờ ăn cơm, tôi bước đi từng lẽ là trên đường đất hiền
vào sắp hàng lòng nghe đói run. Tôi vớt luôn một dĩa đầy dung